mở rộng thư mấy người chơi ngày nào, rồi còn lời hư vối người anh ấy lời chào. Mà nhìn người đi vội, mình làm gì đến tôi, tại sao lại cách xa còn yêu như thế. Mà để lệ hoen mỹ khi mùa xuân đã thầm thì nhìn người mà ra đi anh chẳng biết kêu điều gì. Mà nghe sao đáng thương, nhìn nhau như cố thương, tìm em mà bốn phương vì say nên vẫn vương. Em ơi vô tình chuyện tình mình gặp không may, em xa nơi này để dọn lời ở bên đây. Bầu trời giờ hạt thiêu, nhìn về nơi đó hay, ngoài trời thì có hay, chỉ còn lại là đắng cay. Thương cha thương mẹ để lần lòng mà quay lưng, hai năm âm lịch nhìn người cười mà dưng. Bên kia là pháo hoa, dần dần người đến xem, hoa hành được kết duyên, còn phần người là hết duyên. Anh như trẻ lạc, còn tóc tối giữa đường thông, như cánh chim nhỏ lạc đàn, tìm bến đổ để ngừng trong. Anh là một con đầm đớm, mắt anh sáng đến xoay vòng, gieo cho anh cả một mầm sống, nhưng chẳng chịu công vung trồng. Vì lúc ấy ta còn trẻ, nên đời bạn và mưu sinh, anh chưa học hết lớp 10, người ta gọi là lưu linh. Anh gái mơ với sông nước và cảnh vật này hữu tình, còn người ta chơi áo lụa, hỏi tại sao chẳng phụ mình. Để gió hát và lên câu tình ca, để lệ hoen mỹ khi mùa xuân đang thầm thì nhìn người mà ra đi anh chẳng níu kêu điều gì. Mà nghe sao đáng thương, nhìn nhau như cố hương, tìm em ở bốn phương vì say nên vẫn vương. Hết rồi cuối cùng nắng thì cũng đã ngã, và bên người nhân tình em vô thương hay thân mình buồn lắm phải không. Dạ chàng lắm biển đông biết người cũng chết trong nên thôi câu chuyện thả ra sao. Nhưng nếu anh say như thế này thì ai xem, người ta sẽ nói anh tệ với những thứ mà em đem. Vì thế là anh phải sống như cái cách anh từng mơ, dù cho bản thân này hóa đá nhưng trái tim anh ngừng thở. Và ba của anh là lính mà anh từng làm cán bộ, anh không cho phép mình khóc sẽ có thứ cũng ngán bộ. Đời người là kiếp lại du, anh chẳng may làm được khách đi với nhau cả một hành trình, giờ có xác cũng chậm. Nhìn nhau như cố hương, thì để em ở đâu bất vương, vì say nên vẫn vương. Yeah. Câu khóa nội dung. Phụ chốt rồi phụ kết.